Xin chào các bạn. Vừa rồi tôi hướng dẫn các bạn cách giải quyết cái bài toán này trên PyVoi. Đây chính là sản phẩm của bài tập giải quyết trên bằng PyVoi, đơn giản, dễ dùng, dễ sử dụng. Rồi. Với bài toán này, ta có thể dùng bằng một phần mềm khác nữa. Đó chính là trên Flash. Ở đây, ví dụ như tôi đã giải quyết bài toán này trên Flash như sau. Tôi sẽ tạo ra một cái file Flash. Đây. Tôi sẽ dùng Flash, tôi xếp một cái này, nó tôi cho tự động chạy luôn, không cần kích. Trên Flash thì chúng ta có thể ghép nó hình nó đẹp hơn, đúng không nhỉ? Đấy thì nó sẽ hết đến đâu hết hình đấy. Đấy là một cách bài toán này làm như thế. Ở trên Flash thì các bạn thấy là cái hình chúng ta ghép nó sẽ chuẩn hơn, đúng không? Rồi, ok. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn làm trên Flash. Thì để trên Flash thì nó cũng có nhiều cách lắm. Thì trước mắt tôi nghĩ là một cái cách đó là cắt ghép cái hình, cắt ghép 8 cái hình tam giác đó bằng nhau. Ví dụ như ở đây tôi có một cái hình này. Cũng có thể là chúng ta cần một hình chúng ta xoay cũng được. Ở cái hình này chúng ta cũng ghép sẵn đi, ghép sẵn, đúng không? Trên Flash thì chúng ta có thể cũng vẽ hình ra và xoay như thế, đúng không? Chúng ta cũng vẽ hình giống như là chúng ta vẽ hình đấy. Hoặc là chúng ta đưa cái hình từ bên ngoài vào cũng được. Ở đây tôi hướng dẫn, tôi thích cắt ghép 8 hình sẵn. Ở đây tôi dùng Photoshop để cắt. Tôi dùng Photoshop để cắt thôi nhỉ. Hoặc là ta vẽ cắt trên kia cũng được. Rồi, ok. Ctrl cộng để tôi phóng to lên. Đây là đã cái hình đã được ghép sẵn rồi thì tôi chỉ việc cắt thôi. Cắt từng cái hình này tôi đã cũng cắt ghép hình mờ mờ rồi, đúng không nhỉ? Ta dùng công cụ để ta cắt. Để ta cắt hình thứ nhất. Thì các cái hình tí ta ghép vào nó sẽ đều hơn. Vậy là ta được hình thứ nhất. Ta được một cái hình tam giác thứ nhất. Ta vào Edit. Edit. Thôi nhỉ. Ta chọn Copy. Sau đó ta lại vào File, chọn New. Ta ghi là hình 1. Ghi số 1 đi. H1 đi. Ok. Ta sẽ kéo cái hình mà vừa cắt sang bên cái hình này. Ta sẽ kéo nó sang. Rồi, ok. Tất nhiên là nó sẽ nằm vừa trong đây, đúng không nhỉ? Bạn quay xuống cái góc cùng bên dưới này. Ta bỏ cái con mắt dưới này đi. Mục đích của chúng ta là không cho cái bỏ cái màu nền này đi. Cái nền đi để cho nó tí ta ghép nó không có nền, đúng không nhỉ? Bỏ con mắt đi. Bạn thấy là nó đã mất nền, đúng không nhỉ? Mất nền. Giờ ta new lại. New cái file này dưới dạng file ảnh không nền, đúng nhỉ? Có cái đuôi PNG. Các bạn để ý đuôi PNG, đúng nhỉ? Rồi ấn save. Tạm thời ta new ra, cũng tạm thời desktop đi.
Ok. Xong ta đóng cái hình này lại. Ta có thể xóa nó đi, không cần new nữa. Rồi. Vậy là ta đã được hình thứ nhất. Để cho cắt hình thứ hai, ta nhấn Ctrl D. Với cái phiên bản CS3 thì ta nhấn Ctrl D. Chắc là CS56 cũng thế thôi này. Bây giờ ta cắt hình thứ hai. Để cho nó to nên ta nhấn Ctrl cộng để to, ta cắt cái hình nó. Hình số 2 ta cũng cắt như thế. Ta sẽ cắt hình số 2. Lưu ý là chúng ta, ngoài ra ta cũng không cần phải dùng đến cái công thức cắt như này, mà ta có thể vẽ xong xoay như tôi vừa hướng dẫn ở trên PyVoi cũng được. Thì có thể là có cách đấy, nhiều khi nhanh hơn nhưng mà ta xoay nhiều khi nó không khớp nhỉ. Rồi. Ta cũng vào Edit. Chọn lệnh copy cái khung hình đó, sau đó lại vào File Ctrl N New. Ta ghi ở đây là hình 2. Ok. Người ta được cái hình 2 nó dựng đứng lên đúng không nhỉ? Ta nhấn vào cái biểu tượng của cái, hay là bạn nhấn chữ V cũng được, Mo Movie Tool. Ta sẽ kéo cái hình mà ta vừa cắt sang. Nhấn giữ chuột kéo nó sang. Rồi. Vậy là ta được hình số 2 nằm trong cái khung hình này. Tương tự thế, ta bỏ con mắt ở cái này ở background đi. Ta được một cái hình không nền đúng không nhỉ? Và ta cũng vào file, vào saver, chọn cái đuôi ảnh là png, ta nhấn save. Ok, ta được hình số 3, à số 2. Ta đóng cái hình này lại, không cần new. Nhấn Ctrl D để ta bỏ cái ta sẽ cắt hình số 3 tương tự thế. Tôi hướng dẫn các bạn 3 hình thôi. Các hình sau tiếp theo để đỡ mất thời gian. Rồi. Ok. Nếu các bạn chẳng may cắt nó bị thừa một tí, ta có thể nhấn Ctrl D quay lại, ta làm lại cắt, ví dụ như là cái nét nó không được thẳng. Nó không được thẳng. Rồi. Làm trên Flash thì nó rất là khó mà nhỉ. Ta lại làm một cái bước tương tự giống như vừa nãy. Edit copy file file new. Ta lại ghi là hình 3. Nhấn ok. Ta đóng cái này cho nó thu nhỏ lại và ta lại ấn vào cái nút Movie Tool này. Ta kéo hình số 3 sang. Hình số 3 sang. Ta điều chỉnh sao cho nó nằm khớp bên trong cái hình này. Đấy, ta cắt lúc nãy là hơi bị lệch một tí này đúng không? Hơi bị lệch về đường thẳng một tí, rồi nó tí nó cũng sẽ khớp với cái hình kia. Ta bỏ con mắt ở background đi. Ta new với BNG. Hình 3. Ok. Đóng. Không cần new. Tương tự các hình tiếp theo tôi sẽ không hướng dẫn nữa và các bạn làm không khác thì như thế để đỡ mất thời gian nhé. Rồi, sau khi chúng ta cắt thành 8 hình như thế này thì chúng ta sẽ mở Flash lên. Thực ra trong Flash thì cũng không cần phải đến, ví dụ như hai cái hình này ta có thể đảo ngược nó đi được ngay. Dùng thuộc tính trừ cái là nó sẽ ngược lại, nhưng mà đây ta cứ tạm thời cắt như thế, không phải xoay xiếc gì hết này. Giờ ta sẽ mở một file Flash lên. Ở đây tôi hướng dẫn bằng CS3. Dùng Flash cái action script 2.0 thôi. Mặc định của nó, cái này là nó là hai ta sẽ import nó vào.
vào file, vào file import, import vào trong thư viện kia. Nó đang chạy thôi nhỉ. Ta vào thư mục mà ta vừa mới gì đấy. Ta canchuna import hết vào trong. Ở đây nó đã vào hết trong thư viện mà nhỉ. Ở trong thư viện của chúng ta đã đầy đủ hết. Đuôi ảnh PNG nó sinh ra hai cái như thế. Bây giờ ta có thể thiết lập cái sân khấu này theo ta để mặc định cũng được, hoặc là ta để sang chế độ sân khấu như nào đó tùy chúng ta. Ta có thể thiết lập lại của nó. Ở đây mặc định của nó là sân khấu là có 555 × 400 pixel và 12 frame trên giây. Chúng ta có thể thiết lập lại tùy chúng ta. Đấy, tôi để mặc định nền. Bây giờ tôi sẽ kéo từng cái một sang. Ở đây hôm qua tôi có làm một cái này rồi, giờ tôi mở tạm cái này lên. Đâu rồi? Tôi sẽ mở tạm một cái này lên để tôi nhìn lại cái một cái đã. Tôi làm rồi nhưng hôm nay tôi hướng dẫn lại các bạn. Ở cái hình đầu tiên cũng không cần thiết đâu. Bây giờ ta sẽ đưa lần lượt từng hình một vào như sau. Cái này nó cũng hơi tỉ mẩn một tí. Ta đưa hình một vào này. Tạm thời ta cứ đưa nó vào trong. Cho cái này lên cho nó rộng cái sân khấu này ra tí. Ta đưa vào giữa đây. Đây là cái hình. Tạm thời ta cho nó là một cái hình, hình đứng đi. Tôi xoay cho nó đứng đấy. Hình hình của chúng ta là hình vuông phải nhỉ? Chứ là cho nó giống với cái đề bài đi. Tức là cái đề bài của chúng ta là nó hay xoay trong đây nó cũng mất rất mất thời gian, nhiều khi là nó không đời. Cái hình này ta tạm thời nó là một cái hình mẫu. Ta nhấn F6. Rồi. Đến F6, không giờ tôi đưa một cái hình khác ra, F7. Tức là F2, cái F này ý là tôi muốn để một cái hình này là cái hình mẫu để giờ tôi lấy thuộc tính của nó đi. Tôi lấy thuộc tính của nó. Thuộc tính của nó là để tôi xem cái thuộc tính của nó là bao nhiêu. 192 0 đi, cho nó là 0 đi cho nó sao. Tức là cho cái hình này nó nằm ở vị trí bốn đi. Chỗ này là cho nó 4 để chúng ta nhớ cho nó, hay 5 cũng được. Rồi 5. Chỗ này cho nó 200 này để ta nhớ cái số thông số này để chúng ta. Đấy, tức là cái hình này nó nằm ở vị trí 200 và 5. Ở trục X là 200. Ở trục Y là 5. Để chúng ta đưa các cái hình ra, hình sau ra nó chuẩn ở cái chỗ đấy nhỉ. Đây là cái thông số, ta chỉ cần nhớ cái thông số này là được. Tức là ở hai hình đầu tôi cho nó là ở hai frame đầu tôi cho nó hai hình đi, phần ba hình đi. Đâu? Copy nó sang bên đây chứ. Copy nó sang bên này một hình nữa. Rồi, tức là ba hình đầu là đây, cái hình này là hình mẫu, ta cảm giác như nó lấy từ trên này xuống. Rồi sang frame số 3. Thêm frame tên F6 nhá. Ta hệ bây giờ ta mới đưa hình 1 của chúng ta ra. Cũng đúng với vị trí 200 200 và 5 đúng nhỉ, để cho nó trùng với cái vị trí đó. Rồi ok. Bây giờ tôi sẽ tạm thời thu này ngắn lại đi.
Tôi sẽ chọn khoảng 25 frame đi. 25 frame. Tôi nhấn F6. Để... Sau đó tôi di chuyển xuống dưới này. Di chuyển cho cái hình nó xuống dưới. Di chuyển hình nó xuống dưới. Sang cái vị trí mà chúng ta cần ghép ấy. Chúng ta sẽ tiến hành ghép. Dự kiến là cái hình đó nó ghép ở đây đúng không nhỉ? Tôi đưa một cái hình đó vào để xem. Đưa import một cái hình khác vào để tôi làm cái chỗ mẫu cho thằng Vatara vào trong thằng một cái hình đó vào để ta làm cái mẫu để ta đặt thế nào cho nó cân đối thôi đúng không nhỉ? Đây, tôi đưa vào mẫu ở đây, tức là tôi sẽ xếp nó nằm ở đây. Hình này nó sẽ nằm ở đây đúng không nhỉ? Chuẩn chưa? Đấy, vậy thì tôi sẽ đưa cái hình này nó... À đây, góc độ của nó này là nó... sẽ nằm ở đây đấy nhỉ. Giờ là tôi quay lại cái đó. Tôi cho nó một cái layer trên này để tôi đưa nó cái hình vừa nãy vào, tôi xếp sao cho nó cân đối, tức là để mình xếp sao cho nó bị nó cân đối thôi, không 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 quan trọng là cái gì cả. À, nó bị che mất rồi, đúng không nhỉ? Người ta kéo hình này xuống dưới đi. Kéo cái layer này xuống dưới. Đấy, để ta điều chỉnh sao cho cái hình này tí nữa nó sẽ nằm gọn trong đây cho nó đẹp, đúng không nhỉ? Đây. Đúng chưa? Và cái hình cuối này nó sẽ nằm ở đây. Đây, xếp xuống đây rồi, ok rồi. Vậy là ta sẽ phải điều chỉnh cái hình này cho nó khớp vào đây đúng không nhỉ? Đấy. Ừ, tức là tí nữa ta sẽ được một cái hình nó sẽ nằm như thế này. Rồi bây giờ ta xóa cái hình này đi, nó không cần thiết lắm. Ta chỉ cần đưa một cái mẫu vậy thôi. Ta chuyển layer 2 này lên này. Rồi. Vậy là ta đã được một cái hình. Hai hình đầu là hình hình mẫu, ba hình đầu hình mẫu. Sau khi chúng ta điều chỉnh F6 thì ta cho cái hình này nó xuống dưới này rồi đúng không? Thì tiếp theo tôi sẽ tạo chuyển động cho nó bằng cách đưa chuột vào giữa này, nhấn chuột phải chọn grid motion tin. Đấy, tức là cái hình này của chúng ta nó sẽ chạy đúng nhỉ? Đấy, nó chạy này. Rồi ok, ta được một cái hình đầu tiên. Bây giờ ta tạo một cái layer thứ hai. Rồi tôi cho cái này layer thứ hai ở trên này. Ta nhấn F6 đi. F6. Ở đây. Tôi nhấn F6. F6 tôi copy cái hình này lên trên. Rồi ok, the cop đã đặt lên trên này. Đây là mục đích của tôi là tôi muốn để cái hình mẫu vào thôi. Cái hình mẫu vào là cái hình tự ý là lúc nào nó cũng có một cái hình nằm ở trên đấy, đúng nhỉ? Để tưởng tượng như ta lấy cái hình đó ta ghép xuống, đúng nhỉ? Rồi tiếp theo ta nhấn F7 đi. À đâu? Ta quay lại cái nào. Tôi nhấn F6 đi. Rồi, F6 ta tạm thời xóa cái frame này đi. Tôi đưa hình số 2 ra. Hình số 2 tôi cũng để là bao nhiêu nhỉ? 200 đúng nhỉ? Và 5.
để cho nó đúng với cái vị trí đấy. Enter. Rồi ok, ta lại nhấn ra đây khoảng 50 đi. F6. Rồi ta lại dịch chuyển cho nó xuống dưới này. Để cho cái hình thứ hai nó xuất hiện, ta nhấn đây cho nó bằng ra đây. Ta ấn dài ra đây cũng được, tùy theo chúng ta ấn nó bao nhiêu. Đúng nhỉ? Bây giờ ta mới dùng phím mũi tên ta di chuyển nó xuống. Dùng phím mũi tên ta di chuyển xuống. Ta ghép nó vào đấy. Rồi ok. Ta nhìn chuẩn rồi đúng không? Rồi ghép trên flat này nó rất là dễ đúng không nhỉ? Nó sẽ ta chọn vào giữa này. Tức là điểm đầu là cái hình nó sẽ nằm ở trên đây đúng không nhỉ? Điểm cuối cái hình nó nhảy ở đây, ta chọn vào giữa. Chuột phải chọn grid motion tin. Đấy và ta đã được một cái hình này đúng không? Đấy bây giờ ta thể hình dung này. Đấy. Đấy ok. Ta cũng chờ nó F5 ra ngoài này đi. Ấn F5 cho nó dài ra đấy. Tùy theo. Ta lại tạo tiếp một cái layer nữa. Một cái layer này. Chỗ này tôi chọn. Vào đây tôi nhấn F6. Tôi cũng copy cái hình đầu tiên này lại. Là cái hình mẫu à. Tôi cũng dán nó vào đây. Paste nó vào đây. Tôi nhấn F6 F6. Tôi chọn 3 hình. Sang cái 4 lần tôi xóa cái hình cuối đi. Tức là tôi có 3 cái hình mẫu này ở đây. Đúng chưa? À, tí các bạn sẽ hiểu ra. Giờ tôi lại kéo hình số 5. À, hình số 3. Rồi. Tôi sẽ chọn khoảng đây. Tôi nhấn F5, F6. À. Rồi các bạn. Tôi sẽ kéo cái hình số 3 ra đã. 200. 5. Để cho nó nằm vào enter đi. Tôi chọn 75 này. F6. Với cái thời điểm F6 này tôi sẽ kéo nó xuống. Dùng phím mũi tên để nó đỡ bị lệch. Đúng nhỉ? Dùng phím mũi tên để nó đỡ bị lệch. Rồi ok, ta lại đưa vào giữa này. Chọn Grid Motion Tin. Cái chỗ này lúc nãy ta cho thừa đâm ra nó bị ok. Cho thừa đâm ra ta ấn giữ shift, ta bôi đen, ta xóa nó đi. Bây giờ ta nhấn F5 ở đây để cho nó dài bằng nó đây. Các cái phần này ta cũng nhấn F5 cho nó dài ra đây. Rồi ok. Tiếp tục ta lại tạo thêm một frame nữa, một layer nữa. Ở đây tôi nhấn F6. Tôi cũng copy cái hình mẫu này. Là cái hình mẫu này tôi dán vào đây. Ta nhấn 1 2 3 4 đi, ta xóa cái số 4 đi. Phá cái số 4 thôi. Thôi cũng được. Tôi vừa ấn nhầm cái số 5. Thì tôi lại kéo tiếp cái hình số 4 ra đúng không nhỉ. Tôi cho thuộc tính là 200 200 để chúng ta chỉnh cho nó
này là 5. Chỉnh vị trí cho nó, ta đỡ phải điều chỉnh. Tương tự thế, tôi lại nhấn F6 một khoảng này. Tôi kéo nó xuống. Ở đây là cái số mấy rồi nhỉ? Đúng rồi, cái số 4. Đấy. Ok. Cái này ta vẫn có thể điều chỉnh được nó theo ý của chúng ta. Ví dụ đấy, nó chưa khớp thì chúng ta điều chỉnh cho nó khớp. Ta có thể phóng to lên để ta chỉnh cho nó xít. Cái này ta cũng có thể điều chỉnh cho nó khớp vào tí. Rồi, ok. Cái này giờ ta ở đây rồi đúng không? Chọn giữa. Tương tự như thế, rồi ta được hình số 4. Chỉ nhấn F6, tôi xóa nó đi. Xóa những cái phần thừa đi. Rồi cái này không nên ta để dài quá, mỗi lần lại phải xóa nó mất thời gian. Shift F5. Rồi ta đã được hình số 6 đúng không nhỉ? Giờ, bây giờ ta lại nhấn F5 để cho nó copy ra đây. Xóa rồi lại copy ra. Đúng nhỉ? Nhưng mà copy. Ta lại thêm một frame nữa. F6. À không phải. Tôi nhấn F6. Tôi lại copy một cái hình mẫu ở đây ra. Dán vào đây. Ta nhấn 4 lần đi. F6. 1, 2, 3. Ta xóa cái số 4 đi. Đây này. Và bây giờ ta sẽ đưa hình số 5 vào. Hình số 5 vào đấy. Ta cho thuộc tính 200. Và 5 vào đây. Ok. Tương tự như thế. Tôi sẽ cho cái hình này vào. Tương tự đến đây. Cũng nhân F6 và di chuyển nó xuống. Ấn phím mũi tên di chuyển nó xuống. Rồi, ta sẽ được hình số gì? Số 6. Ta zoom to lên xem nó bị khớp chưa. Nếu chưa khớp chúng ta lại điều chỉnh cho nó khớp. À, này sang bên đây tí vào nhỉ. Rồi. Ta lại đưa chuột vào giữa. Chọn. Đấy. Ta nhấn F6 lên. Rồi. Tiếp tục tôi lại tạo thêm một layer nữa. Tôi nhấn F6. Tôi cũng có thể copy cái hình này vào đây.
Nhân F6 đi. 1, 2, 3. Tôi xóa cái số 3 đi. Ok. Tôi nơi hình số số mấy rồi nhỉ? Số 6 đúng nhỉ? Lúc nãy là hình số 5 rồi đúng không? Số 6. Thuộc tính đây tôi cho là 200. Vị trí đây 200 và 5. Ok. Cái này tôi cho dài ra đây. Nhân F5. F5. F5 để cho cái nó kéo dài cái F5. F5. Chỗ này tôi cho ở đây là F6. F6 tôi lại ấn phím mũi tên tôi kéo cái này xuống. Ta có thể dùng chuột kéo cho nhanh nhưng mà đây tôi dùng cái này nó đỡ bị lệch đúng không nhỉ? Dùng phím mũi tên ta kéo nó xuống. Rồi, ok. Rồi, ok rồi. Đúng không? Ta lại đưa chuột vào giữa chợ. Create Motion Team. Tiếp theo. Tôi là nhấn F5 ở đây cho nó dài ra. Tiếp theo tôi lại tạo thêm một layer nữa. Tại thời điểm này tôi nhấn F6. Tôi lại cũng copy một cái hình này. Tôi bỏ vào đây. Paste. Tôi nhấn F6. 1, 2, 3. Tôi xóa cái số 3 đi. Tôi đưa hình số 7 vào. Số 7 vào chỗ này là 200. Cho thuộc tính 200. Cái này là 5. Enter. Tôi chọn khoảng đến đây đi. Cứ một cái khoảng nào cưng đây frame tôi là F6. Tôi lại di chuyển nó xuống. Cái số 7 này xếp đâu nhỉ? À đây. Đấy, ta được cái số 7. Ta zoom lên 200 để ta xem cho nó khớp. Rồi, ta nhìn thấy ưng ý rồi, chọn giữa này, chọn. Rồi, ok. Bây giờ tôi tiếp tục tạo một frame nữa, một layer nữa. Đặt vào đây nhấn F6. Tiếp tục tôi lại copy cái frame này. Thế đặt vào đây. Tôi nhấn F6 1 2 3 tôi xóa cái số 3 đi. Tôi đưa cái hình số 8 vào. Hình cuối cùng vào đấy. Đúng không? Ở đây là 200. Ta này ta đỡ phải di chuyển nó đâu. 5. Enter. Ở đây. F5. F5. F5, 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 F5. Ta chọn khoảng đến đây, ta nhấn F6.
Sau đó ta lại di chuyển hình này xuống. Ta cho to nó lên để ta xếp cho nó khớp. Nào, ta cảm thấy khớp chưa? Đấy, cảm thấy khớp rồi, ta chọn tạo. Rồi, ok. Đây, tạm thời tôi ship 5. Tạm thời ta new lại một bài lại đi. New lại với bài 8 này. À, bài bài 4 này. Ghép hình này. Rồi, ok. Bây giờ ta chạy thử xem. Control Enter chạy thử xem. Đấy, bạn thấy là nó xuất hiện một cái hình kia xong nó lấy ra đúng không? À. Ừ. Vậy là bạn thấy là cái hình mẫu của nó là gì? Bài 4 đâu rồi? Đây đúng không? Tức là sau mỗi một cái nó xuất hiện thì nó xuất hiện một cái hình trong hình mẫu xong nó mới xoay, thì ta sẽ cảm giác như là nó đang lấy ở cái hình mẫu ra đúng không? Đấy là ta sẽ ghép như thế. Đấy, vậy là bây giờ để cho nó, đây là giờ ta đang để nó ở chế độ chạy tự động đúng không nhỉ? Bây giờ ta sẽ đặt cho nó một cái nút nhấn vào đây là cái ta đặt nó một cái nút nhấn. Đặt cho nó một cái nhấn để chúng ta điều khiển nó, đúng không? Để chúng ta điều khiển nó. Bây giờ ta tạo một cái layer nữa trên cùng. Tức là ta vào đầu một cái, ta đặt cho nó một cái lệnh ở đây là stop. Ta chọn cái đầu tiên, ta nhấn F9. À, xin lỗi các bạn. Ở đây F9 là tôi đang ghi hình. Tôi nhấn F9 thì nó lại vào cái phần mềm của F9. À, phần mềm tôi ghi hình. Thì tôi sẽ vào Windows đi. Tôi chọn đâu rồi? Ở đây. Đúng ra là nhấn F9. Tôi đặt cho nó một cái lệnh stop vào đây. Tức là không được chạy. Đúng chưa? Tức là bao giờ con lệnh mới gì mới được chạy, đúng không? À, tiếp tục tôi cho nó một cái lệnh để tôi mở cái này lên, tôi sao chép cái lệnh cho dễ. Nhiều khi không nhớ, đúng không? Ở đây tôi sao chép cái lệnh này. Đây tôi copy đây. Tức là cái lệnh này nó cho nó chạy toàn màn hình đúng không nhỉ? Ở đây tôi sang cái này. Tức là tôi cho nó khi mở nó lên nó sẽ chạy toàn màn hình. Rồi tôi đóng lại. Tiếp theo tôi sẽ đặt cho nó một cái nút play. À, tôi tạo một cái tay ở đây, trên đây cũng được. Tôi đặt cái đây là nút. Nút đi. Cái này tôi ghi là action này. Để nó đỡ nhầm lẫn. Tạo nút. Cái này nút này chúng ta có thể tự vẽ. Ở đây tôi vào trong đây tôi tạm thời nôi ra vào Windows.
Windows, sau đó là vào Common Niver Button. Rồi cái hộp thoại này nó xuất hiện thì chúng ta kéo xuống dưới này. Tôi chọn cái Flash Black. Black ta nhảy đúp vào cái Black. Tôi chọn một cái biểu tượng nút Play đi. Đây, tôi kéo nó ra ngoài này. Rồi, ok. Đây, tôi có một cái nút phải nhỉ? Cái nút nhấn này tôi có thể cho nó to ra hoặc bé tùy chúng ta. Cho to là nhấn cho nó sướng nha. Đấy. Từ cái F8 này tôi cũng đặt cho nó một cái lệnh vào đây, đó là đây thì tôi copy cái mã lệnh của nó đã. Cái mã lệnh của nó đâu rồi, cái bài kia nó bị đóng mất này, nó ẩn đi đâu mất này không biết. Đây tôi mở lại, tôi sao chép cái nút này là cái nút, tôi sao chép cái mã lệnh của nó. On Renew Play. Có mấy cái từ này thôi nhưng mà nhiều khi cũng không nhớ. Đúng nhỉ? Tôi sẽ dán nó vào đây. Nháy phải chuột, chọn Action để dán nó vào đây. Bởi vì ta đặt cho nó một cái lệnh Stop rồi thì tất nhiên là nó sẽ không chạy được, đúng không nhỉ? Tôi nhấn Ctrl Enter để tôi chạy thử, đúng không? Giờ tôi ra đây tôi chạy thử cái file ngoài này. Đấy, thì khi chạy một cái là nó toàn màn hình luôn. Đây là bước đầu, đúng không? Ta muốn nó chạy ta phải nhấn vào nút này nó mới chạy, đúng không? Play. Đấy. Nó chạy xong hết nó lại quay về đầu tiên thì nó lại không cho chúng ta quan sát, đúng nhỉ? Thì ở cuối tôi lại đặt cho nó một cái lệnh stop vào đấy. Đây ở cuối cùng này tôi cũng đặt cho nó một lệnh, tức là khi chạy đến đây rồi thì đứng lại, đúng nhỉ? F6 này và Windows hoặc nhấn F9, tôi cũng đặt cho nó một cái lệnh stop vào đây. Rồi ok, thì tức là nó chạy đến đây nó gặp cái lệnh stop nó sẽ đứng lại, đúng không? Nó không chạy nữa, đúng không nhỉ? Bây giờ ta đặt cho nó một cái nút thoát. Đây, ta vẫn vào đây ta đặt nó một cái nút thoát ở đây. Bởi vì là khi chúng ta ở chế độ toàn màn hình rồi, giờ ta muốn thoát thì tất nhiên là ta nhấn vào phím FC trên bàn phím thì ta thoát cũng được, đúng không nhỉ? Nhưng mà tôi muốn đặt cho nó một cái nút thoát ra. Đặt cho nó một cái nút thoát. Cái này chúng ta có thể tự vẽ. Ở đây tôi tạm thời ra đặt cái nút này đi. Đấy. Tôi lại mở cái bài kia lên. Bài thấy nó cứ bị nhảy đâu không biết. Tôi sao chép cái dòng lệnh thoát, dòng lệnh thoát on the knee. Rồi ta lại vào đây ta đặt. Rồi ok, ta có thể ghi chữ thoát vào đây cũng được. Tạo thêm một cái lớp ở trên này ta ghi chữ thoát. Thoát ra ngoài. Nhỏ nhỏ ở đây thôi. Cho màu đỏ cho nó hoành tráng. Bên là cái text này màu của nó là màu gì? Màu đỏ đấy. Rồi ok.
Rồi. Giờ ta chạy thử xem. Đấy. Đấy nhỉ. Thoát này. Đấy, đúng không? Play này. Nó sẽ chạy đến ta sẽ được một cái hình. Đấy, và bây giờ nó dừng lại, đúng nhỉ? Nó sẽ không chạy nữa. Ta muốn chạy tiếp, ta lại ấn vào đây. Ấn tiếp cái nữa. Đây. Rồi, cuối cùng chúc các bạn thành công.